Đại diện cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc bà Michelle Bachelet đã lên án tình trạng bạo lực leo thang ở Sri Lanka. Bà Bachelet thì kêu gọi giới chức nước này không để bất ổn trầm trọng hơn nữa. Theo người phát ngôn của người đứng đầu cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Michelle Bachelet đã bày tỏ vô cùng quan ngại trước tình trạng bạo lực leo thang ở Sri Lanka khi những người ủng hộ thủ tướng vừa từ chức của nước này, ông Mahinda Rajapaksa, xung đột với nhóm người yêu cầu ông từ chức. Theo bà Bachelet, Sri Lanka cần tiến hành đối thoại dân tộc và thực hiện các cải cách cơ cấu sâu rộng hơn để tìm kiếm giải pháp cho những thách thức kinh tế xã hội mà nước này đang đối mặt. Sri Lanka đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Bạo lực đã bùng phát tại quốc gia này kể từ ngày 9 tháng 4 khi liên tiếp xảy ra các vụ đụng độ bên ngoài văn phòng Tổng thống. Thống kê cho thấy ít nhất 5 người đã thiệt mạng và gần 200 người bị thương kể từ khi đụng độ bùng phát. Bộ Tài chính Nhật Bản vừa công bố, lần đầu tiên trong lịch sử, dư nợ nợ công dài hạn của nước này đã vượt ngưỡng 1 triệu tỷ yên, có nghĩa là tương đương 7.700 tỷ đô la Mỹ. Đây là năm thứ 18 liên tiếp nợ công dài hạn của Nhật Bản lập kỷ lục mới. Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tài khoá 2021 kết thúc vào tháng 3 năm 2022, nợ công dài hạn của Nhật Bản đã lên tới 1,017 triệu tỷ yên. So với tài khoá 2020, dư nợ công dài hạn không bao gồm một số loại trái phiếu của Nhật Bản đã tăng tới 4.400 tỷ yên chủ yếu do chi phí an ninh xã hội tăng vì tình trạng già hóa dân số cùng các khoản chi khẩn cấp tăng để ứng phó với dịch COVID-19. Trong tổng kinh phí dự toán cho tài khoá 2022, khoản chi chính sách lớn nhất của Nhật Bản là an sinh xã hội chiếm tới hơn 33% tổng ngân sách, chủ yếu do tình trạng già hóa dân số tiếp tục đẩy chi phí y tế lên cao. Trước các tác động tiêu cực của việc giá cả nhiên liệu và thực phẩm leo thang, thâm hụt ngân sách Nhật Bản được dự đoán sẽ ngày càng tăng, khiến cho tình trạng nợ công trở nên tồi tệ hơn. Ngày 10 tháng 5, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc thông báo phát hiện ca mắc bệnh viêm gan cấp tính, chưa rõ nguyên nhân đầu tiên ở trẻ. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA, trường hợp mắc bệnh viêm gan lạ được ghi nhận vào hôm 1 tháng 5. Bệnh nhân là một em bé vừa nhiễm adenovirus và mắc COVID-19. Tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Lee sang un một quan chức của KDCA cho biết trường hợp này dường như không có liên quan mật thiết đến COVID-19 hay vaccine phòng bệnh này. Hiện có 237 trường hợp mắc bệnh viêm gan lạ tại 19 quốc gia. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các trường hợp mắc bệnh này là trẻ em trong độ tuổi từ 1 tháng đến 16 tuổi với nhiều ca có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Bộ đầu nha mới đây đã chuẩn bị khởi công công trình công viên điện mặt trời nổi nhất, nổi lớn nhất ở châu Âu tại đập Aquivo ở miền Nam nước này. Công trình này thì nằm trong kế hoạch nhằm giảm phụ thuộc vào các nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Một hệ thống gồm 12.000 tấm pin mặt trời có tổng diện tích tương đương 4 sân bóng đá đã được di chuyển đến đập Anqueva ở miền nam Bồ Đào Nha. Công viên điện mặt trời nổi được lắp đặt bởi tập đoàn điện lực EDP của Bồ Đào Nha ước tính sẽ cho sản lượng 7,5 gigawatt điện một năm và sẽ được bổ sung các pin lithium để lưu trữ 2 gigawatt điện mặt trời. Dự án này sẽ cấp điện cho 1.500 hộ gia đình hoặc đáp ứng hơn 30% nhu cầu điện của các thị trấn Mora và Potel lân cận. Với điều kiện thời tiết nhiều nắng và gió từ Đại Tây Dương, Bồ Đào Nha đang đẩy nhanh việc chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo. Mặc dù nước này gần như không sử dụng hydrocarbon của Nga, nhưng các nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí đốt vẫn chịu tác động phần nào bởi giá nhiên liệu tăng cao.